nay sẽ học vẫn là topic 14 nhưng mà là 50 từ sau. Học luôn 50 từ sau này trước rồi. Thực ra là gọi 50 từ nhưng mà ở đây nó có 32 từ nhá. Phần topic 14 về chủ điểm music and xem thì nó rất là ngắn. Với từ đầu tiên này. Mày đọc như nào? Ừ. Có phiên âm gì nhá, Manipulate. đầu tiên là phải âm ơ trước, âm này là âm ơ, mơ ni piu e i này bao giờ cũng đọc là e nhé. Đấy, manipulate rồi phần nghĩa này, manipulate đánh trọng hai với chữ ni, manipulate nghĩa thì là động từ thao tác. Ok, manipulate rồi tiếp tục. Melody, Melody, nhớ chứ mình học giai nhé. điệu, Chính xác, văn từ, văn bài điện. Next. Đây, thì có phiên âm từ này khác, nó sẽ đọc là chữ O, mô phủ. Mô phủ. Rồi, xem nghĩa này, tính từ nhá, đau buồn, căn thương. Tính từ, ví dụ như mình chỉ có mình có từ sad là buồn thôi đúng không? Bây giờ mình không nói là tôi buồn cái từ ngắn ngắn như này nữa, mà kiểu tan thương thì mình sẽ dùng từ nào? Một nét dễ quá, move và into. move into Move vào là là gì? Move vào là chuyển, chuyển chuyển đến, chuyển vào, xâm nhập vào. Tóm lại là chuyển vào, ví dụ như mình chuyển nhà, chuyển đến một nơi nào đó thì mình cũng như là move into, hoặc là chuyển vào một ngôi nhà mới cũng là move into, chuyển nhé. Đây, cái động từ này chắc khó. Được không? Move off, move on to, hai nghĩa bằng nhau đấy, chuyển sang ý khác. Ví dụ như là tôi tiếp tục nói và tôi chuyển sang một từ ý khác. Đấy, I move off, I move on to another idea. Đó, tôi chuyển sang một cái ý khác, tôi chuyển sang một cái ý kiến mới. Move on to, move off another idea. Trái nghĩa chuyển sang đúng rồi, đúng lẽ là move về into, chuyển vào thì đây là chuyển ra, dọn nhà đi. Tiếp. national anthem Cái bài gì mà chúng mình hát thứ hai đầu tuần mỗi buổi? bài Cả hát trường đều chiến bài gì, bài hát gì bài hát đấy gọi là bài gì, quốc gì, mà national anthem, quốc ca. Rồi national thì bản thân nó sẽ là quốc là nước đấy, còn anthem quốc ca. Nhìn không khó nhá, mình cắt ra từ từ on với cả Omnipresent. present. Present nghĩa là gì? Hiện tại. Present là hiện tại hoặc là sự có mặt đúng không, nếu mà nó là danh từ này. Present cái này á là danh từ, sự có mặt thì ở đây nó sẽ là tính từ. Nếu mà nó biết là NK thì còn đây là tính từ, sẽ có nghĩa là có mặt khắp nơi đó. Ở đây Có nó mặt có khắp nghĩa là everywhere bằng omnipresent, có mặt khắp nơi. Parochial. Parochial vẫn là âm đầu tiên nhắc, cứ cái âm như thế này đọc là âm ơ, giống như tiếng Việt ơ. Parochial em nghĩa nhá, thuộc giáo xứ, Bộ giáo xứ. hơi mới. Patriotic. Từ này quen. Patriotic. Là gì? Yêu nước. Yêu nước. Patriotic. Yêu nước. Là những người mà có tinh thần yêu nước. Patriotic. Penurious. Perfuvius. Penurious. Pernuvius. Rồi, Ok. Pernuvius, túng thiếu. Thế thì nếu mà học Túng từ thiếu. thiếu thì sẽ gần nhớ giống như lack. Lack of là tôi thiếu cái gì đó. Lack of là tôi thiếu. Nhưng bây giờ nó mạnh hơn thì sẽ dùng từ này. Pernuvius, túng thiếu. Next. Là Đọc thì dễ đúng không? Mình sẽ đọc play phrase, nhưng mà nghĩa này, phrase, đọc thì dễ, nghĩa nhá, nhà soạn kịch. Bản thân cái từ kịch là mình sẽ có từ play ấy, nó không cần nguyên là chơi nữa, mà play ở đây nó chỉ rất là hài kịch. Rồi, thì
Write là viết thôi. Rồi, tận tịch. Prepare to work. Dễ không? Prepare to work. Ừ. Chuẩn bị cho cái gì? Chuẩn bị, đúng rồi. Mày nghĩ là chuẩn bị làm gì? Prodigy. Hôm trước có từ này rồi. Mày nhắc lại thôi. Từ này nó sẽ bằng với từ gifted. Cho đi à. Quá. Bây giờ the gifted. Tặng quá. Không, cái từ gift này nó là từ bằng với lại talented people. Tài năng. Ừ, đấy. Tài năng. Rồi, thế thì cái nghĩa là prodigy này nó sẽ có nghĩa là tài năng học mạnh hơn nữa là thần đồng nhá. Nào, thần đồng. Thần đồng. Ừ. Profile, prominent. Profile, tí nữa lại gặp một cái từ tiếp tục là profile đi với một cái khúc khác. Profile bằng prominent, xem này, sâu sắc, cực kỳ, cái gì đó. Đây giống là một tính từ nhấn mạnh, profile, prominent. Phiên âm chị đã biết rồi. Query. Ừ, query. Câu hỏi, thắc mắc. Giống như từ question đúng không? Thì đây là từ này, query, câu hỏi. Q&A đấy, người ta hay có cái từ rất tắt là Q&A ấy. Đây. Rapidly bằng speedly, nhanh. Ừ, rồi, tạm từ ha, nhanh, dễ thôi. Rejuvenate bằng refresh. Đã gặp một lần. Dựa vào từ refresh là... Là... Là khởi động. À, không là làm sạch á. Ừ, đó, kiểu... làm sạch, làm tươi mới lại. Bản thân cái từ fresh là tươi, ví dụ mình có rau củ tươi là fresh fruit, hoa quả tươi nhá. Refresh làm tươi lại. Từ rejuvenate này nó còn một nghĩa khác nữa, đây là trẻ lại, hồi xuân. Tóm lại, rau quả thì là tươi lại, con người thì là làm trẻ lại, mùa xuân thì là nó hồi sinh sức sống lại. Tùy trường hợp thì mình dịch sức chuẩn. Tóm lại là nó sẽ trở nên mới này lại. Trở về trạng thái ban đầu. Rejuvenate, refresh. Release bằng put away. Là một động đuổi từ ra. Ừ, đúng rồi. Một là đuổi ra, hai là thải ra. Nó có một nghĩa khác cho báo chí thì là phát hành. Tùy trường hợp khác. Đây. Profile inflow on. Ừ. Lúc nãy mình vừa gặp cái từ profile là sâu sắc cực kỳ rồi. Bây giờ có cái influence on là gì? Influence on là ảnh hưởng, đúng rồi. Thì đây sẽ là một ảnh hưởng mà cực kỳ sâu sắc. Profound influence on, ảnh hưởng sâu rộng, cực kỳ sâu sắc. Review. Ừ, rồi. Review. Cái âm này là âm Á này. Repulse. Rồi, em nghĩ nhá. Đẩy lùi, đánh lùi. Rồi. Đẩy lùi, đánh lùi. Rhythm. Ừ, là lúc nãy có melody rồi. Bây giờ có rhythm. Ừ. Một cái là nhịp điệu. Với một tại tiếng Việt. Nhịp điệu. Ừ. Một cái melody. Lúc nãy của mình là giai điệu. Giai điệu. Ừ. Thì đây rhythm của nó sẽ là nhịp điệu. Melody thì là giai điệu. Đó. Nhịp điệu, giai điệu. Rhythm, melody. Script writer. Ai nhỉ? A writer. Ừ. Script là gì? Và thêm từ writer là. Script à? Script. Ui, vậy mà diễn viên phải diễn được thì phải đọc cái kịch bản. Kịch bản. Và do người viết kịch bản viết ra, scriptwriter người viết kịch bản. Quincy. Đọc hai âm thôi nhá, hai âm thôi. C là âm 1, chữ E viết là đọc là chữ Y. Âm này đọc là chữ âm của với Y thì đọc là âm ơ, second, hai âm ha, second. Rồi, đến nghĩa thì nó là gì này, second. Cảnh trong phim thì nó không phải là cảnh bối cảnh quang cảnh ở bên ngoài nữa mà là đây là cảnh trong phim. Serene. Serene. Ừ, rồi, xem nghĩa nhá. Thanh bình.
Sorry. Mấy từ này nó hơi hơi na ná gần nhau đấy, mình phải biết xuống mới nhìn ra được. Sorry, thanh bình. Set something in motion. Rồi, cái này là idiom cần phải học, nhớ cài đặt chuyển động hôm trước gặp rồi đúng không? Set something in ôi cái từ Xin này thấy là với float. cái thuyền thì nó lúc đầu thì nó đang Nó float, sau đấy nó bị thì sóng đánh một cái thì nó sinh là gì? nó bị nó chuyển động Nó chìm, nó đang nổi nhá, nó đang phố là nó đang nổi, à, bị sóng đánh cái là nó chìm. Yeah. nó chìm đâu. Smash Bác hết chỉ nói đến những cái bài hát là bản hit này hay là những cái thắng lợi lớn bất ngờ, hai nghĩa. solemn. Solemn, em nghĩa nhạc long trọng, trang Oh. nghiêm, giống như kiểu mình có vừa nãy là cái bài hát quốc ca ấy, là National Anthem ấy, thì cái tính chất của nó, cái melody hay là cái rhythm của nó thì sẽ là solemn, giai điệu và cái nhịp điệu của nó sẽ mang tính chất trang trọng, trang nghiêm một chút. Mình sẽ dùng từ nó solemn. In test. Đọc đúng rồi ha, cú pháp, cú pháp rồi. Next. Trailer. Thân nhân. Thrill movie. Gần gần. Phim Nhật Lan. Rồi. Nhắc luôn lại hôm trước mình có những loại phim nào. Phim này. Horror phim, Detective romantic phim này. phim, action Action phim này. phim. Hết. Rồi, vào thriller phim. Phim hài là gì? Comedy. Comedy phim. Rồi. Comedy. Rồi, comedy phim. Một bài phim như thế. Từ cuối cùng hôm nay có Hurry mấy vừa vui bằng trời giá thay đổi, thay đúng đổi. không, là động từ thay đổi ha. Đó, động từ thay đổi và mình có từ thay đổi thì nó sẽ cùng nghĩa với từ, hơi gần nghĩa với từ nhiều ấy, mình có từ various là nhiều ấy. Đấy, hay thay đổi thì nó cũng mang tính chất là rất nhiều rồi, ít nhỉ, có 32 từ thôi nhá, qua đến phần học luôn này. Đây. Rồi. Nhịp điệu, rhythm, Có một hai từ khó đâu ơi. script Bản lá. writer, Rồi, great, great thriller, writer. melody, Melody. move Đoạn move into into rapidly, rapidly, smart hit. À không không không. chuẩn chuẩn À chuẩn smart hết không? Không biết đang nghĩ đến tình nào. nghe sẵn kịch á. Kịch Play bản right. này. Play right. Rồi, play ở đây là kịch bản. Patriotic. Chuẩn, patriotic. Và nhớ thêm một từ nhá, mình có tinh thần yêu nước, vẫn là patriotism, nghĩa là nó sẽ khác một chút Thì mà cái chữ ism ở đuôi cuối này, patriotism, tính từ tinh thần yêu, à danh từ tinh thần yêu nước, còn đây là tính từ. Tính từ. so money bullet. No. Không phải. Manipulate là một động từ. Manipulate là động từ mang ý nghĩa là thao tác. Penny À, Rusk. không. Hanuvier, à, ghi lại luôn. Nó khó thì ghi lại. Hanuvier, nó là tính từ đúng không? Cái đuôi earth của nó sẽ là tính từ rồi. Bằng với từ lack of. Biết này sẽ dễ nhớ lắm. Dù là lack of thì nó là động từ đấy, nhưng mà mình biết cái này để so với nghĩa thôi. Một cái là tính từ, một cái là động từ cơ. Sâu sắc mà. Số 2 nhá. Profound. Profile, prominent. Rồi, one more time. Dọn nhà đi. Nhỉ. Move out.
move out rồi một cái move in kia move out. Thanh bình. Ừ. Đó. Endurance à? À bắt đầu bằng chữ, ví dụ em sẽ nhớ đến những cái từ cảnh ấy nhá, ví dụ Siren, siren. xin ừ. À, quang cảnh này, in này là quang cảnh nhá. Đấy. Screen ở đây thì là cái màn hình máy tính của mình nhá, rất rất là gần nhau với cái chữ này đấy, tí nữa mình sẽ xem lại một chút. Rồi còn ở đây thì nó sẽ là thanh bình, đáp án cuối cùng ấy đó. Sorry. Đấy vừa viết xong rồi. Ảnh hưởng sâu rộng profile influence. Ừ, đấy, up profile influence on. Mình có profile là sâu rộng lớn cực Chìm mà nổi, sinh và sót. đấy. Ok, xin nha, quốc. Next. Từ của không Hay thích. là chuyển động, set, set something Vâng, hả? in Cái motion. là Long trọng, trang nghiêm. National Anthem là cái, có cái tính chất này. Đáp án cuối cùng nhé. Đáp án cuối cùng. Solemn. Thảo Thôi. ơn Thôi. Đây. Rồi. thảo ta gì đây Đây đây, em nhìn vào cái gợi ý của hình ảnh à, manipulation rồi. manip. Manipulate là động từ, còn trên hình nó là danh từ manipulation. Cú pháp. Ừ. Cú pháp. Được không? Số 4 nhá. Syntax. Rồi, cú pháp. Cái này cần phải thuộc này. Cứ nhớ như kiểu là rau tươi lại. Mình có từ fresh là tươi. Ừ. Thì bây giờ rau nó tươi lại. Lại, mình có cái lại cái gì đấy thì mình sẽ sử dụng tiền tố re, refresh. À, thế bây giờ có một từ trẻ lại nữa là, nhìn ra đáp án chưa? Nhìn ra đáp À. án chưa? Ừ. Đúng rồi, đáp án đúng rồi. Trẻ lại, hồi Refresh. xuân. Ừ, đấy. Rejuvenate, từ đằng trước nhá. Rejuvenate bằng refresh. Mình Ừ. Câu tiếp theo này. có mặt khắp nơi. Bằng với everywhere. Omnipresent. Rồi, omnipresent. Từ này hay gặp nhá. Một cái là Phát phát ra, hành một để cái là để ra. lại. Ừ. Một cái là thải ra, một cái là giữ lại. Ừ. Release, put away. Rồi, chính xác. Một cái là put away là kiểu cất đi để dành đó. Ừ. Rồi một từ cuối này. Buồn rầu tan thương. Ừ, bằng với chữ sạc. Bắt đầu bằng chữ M. Move out. Mobile. Oh, no. Move out là chuyển ra Unfortunately. ngoài mà. Move into là chuyển vào. Suy nghĩ nha. The gifted. Thần đồng này. The talented. Prodigy. Prodigy. Nó nhiều quá rồi. National Rồi, đã xin mời anh. Q&A đây. Question and answer. Quincy. Theory. Ừ, hay rồi nhỉ. Theory. Đẩy lùi, đánh lùi. Ừ. Loại trừ. Mình chưa chắc thì mình sẽ loại trừ. Loại được từ nào? Hỏi lại cái gì? Số 4 là gì? Là Từ từ gì? query ra, từ query ra, từ really good bắt đầu quay Ừ. ra, từ Siren Screen lúc nãy là cái cảnh thanh bình ấy. review. Đúng rồi. Mình có report. Đây. Đây. Bằng cái từ watch off. Túng thiếu. Tiếp tục lại thử đáp án. Syntax của mình là cú pháp này. Đúng không? Mình có manipulate là cái từ thao tác đầu tiên xuất hiện hai từ loại.
Curfew. À, từ này nó liên quan đến thuộc về giáo xứ. Dạy luôn. Còn lại một từ. Per new year. Perdurus. New year. Chính thiếu bằng lack of. Chuyển sang ý khác. Move up. À không anh nhờ. Move. Chuẩn nhá, đúng Move rồi đấy. Đúng rồi up. nhá. Move on chứ không move off. Đúng nhá. Cần ba hình. Cảnh Screen C. rồi. Rồi, đây. Vừa nhắc cái từ này xong, mấy cái từ. Parochial. Rồi, rồi. Chain very. And very. Rồi. Prepare to verb, are ready Rồi. Từ này của mình là gì đây nhỉ? Từ màu đỏ đang viết ở đây. Penderias. Bằng với từ lack of. Bằng với từ Có cái từ lack nào không? of. Lack of từ nào? Out of pocket, tôi hết tiền thì bằng với I'm Hết lack of money. Hết tiền, túng thiếu nhá. Thấy chưa? Can you hear? À, bản thân nó em sẽ nhớ đến cái từ new new year. À, nó nhiều thôi, được rồi, nhiều luôn một từ rất dễ. Can you hear? Túng thiếu. Rồi, hoàn thành phần học rồi. Có vẻ em nay ốm hay sao ấy nhỉ? Nghe giọng hơi khác nhé. Đúng không? À, tùy chọn. À, thuộc giáo xứ à? Từ từ. Không, hiện ảnh, hiện ảnh. Hiện ảnh. Điện ảnh nó cũng không đủ đâu, yên tâm. Rồi, có 15 câu thôi. Ồ, sai, 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 sai. Sai. Nghe theo nha, còn chưa biết kết quả đâu, cứ làm đi. Đúng. À không, sai, 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 sai. Sai. Sai mà. Đây. Đúng. Đúng. Crazy là sai nha. Cái này đúng. Vâng, ở dưới kia đúng. Đúng. À, để xem kìa. Play ngắm trọn trang nghiêm à? Sirin. Không. Một cái là thanh bình, một cái là long trọng trang nghiêm, một cái là Sirin, cú thanh bình. pháp, một cái thì là câu chốt chưa, thế nào nào, Solemn solemn nhá. long Rồi trọng chốt trang nhớ nghiêm. đáp án này luôn, solemn. Prepare to verb. Prepare to work. Hình ảnh, hình ảnh. À, Phát phát manipulate. đây. Manipulate. Query. Theory. Năm từ. Đây. Melody. Nhịp điệu. Rồi, đâu nhỉ? Melody nơi chỗ nào đây? Ờ. Điệu, giai điệu. Rhythm. Bây giờ Tìm nổi. tìm nổi sinh phốt Đọc là Parochor. rồi, anh Bình. Thanh bình là Sirin. Green. Đọc đúng âm nhá, âm Perenic ơ. Green. Governor. Rồi, the new year. Ok. 100%, 50, em 50. Rồi, kiến thức chính đây. Hôm trước đang cover được 1 phút cái phần bên trên này rồi. Nhá, đấy. Bây giờ chị sẽ cho luôn xuống đến một số cái từ bên dưới mình vừa học xong ấy. Rồi, em nhìn này, số 37 là cái từ mình vừa học đúng không? Đây mình có chuẩn manipulate. Tiếp tục một số từ bên dưới nữa nào, manipulate. Melody, Melody. Mouthful. Morpho. 40 thì dễ rồi, không cần phải cho vào bài đúng không? Vâng. Musician. 41. Omnipresent. Có không? Có. Có rồi, omnipresent. Parochial. Có. Parochial có luôn. Có, thôi chiều. Đến play right có luôn. Tôi hoài, thế 43 bỏ qua Penderius có luôn, Patriotic có luôn. à? Luôn, rồi, 46. Em vừa đọc mà.
Ok, Nhưng mà số đọc 4. ba chiêu thích mà. Ừ, chuẩn, ok nhá. Không Số có, vấn đề. 4, 6 thì nó không có, nhưng mà nó dễ. Nhìn qua một chút thì mình biết này. Poem, bài thơ. Poetry, thơ ca. Poetic, thơ Ok. ca. Poet, Thuộc thơ ca. cái từ nhà thơ này rất hay kiểm Nhà tra thơ. đấy. Nó viết như này đấy, tưởng nó sai nhưng mà nó đúng nhá. Poet, nhà thơ. 47 có không? Prodigy. Thiên tài thần đồng không có. À có nhỉ. Có bằng your gift, your talent. Profile Toàn 49. Provenance không có. Hai từ này bằng nghĩa nhau nhá. 48, 49 bằng nghĩa nhau. Profile bằng prominent. Sâu sắc, xuất chúng, nổi bật đều cùng một nghĩa. Được chưa? Chứ nữa là nó đồng nghĩa đấy. Nó qua câu đồng nghĩa. 50. Query có rejuvenated on Đó. không có năm hai không có. Năm nay không có thì em nhìn cho nhớ nhá. Mình đã biết từ relative là họ hàng rồi, bản thân trong cái phần mà mình học ở trên lớp ấy. Đó, mấy cái phần bài kiểm tra mà hôm trước mình có những con bài trên lớp có từ này, relative họ hàng. Thì có sự liên quan ở đây chính là relation. Relationship chính là mối quan hệ. Dễ nên chị không đưa vào. Đúng, 52 dễ. 53 thì có rồi. Repair, đẩy lùi, có rồi. 54 Luôn. có luôn. Câu 55 này, lúc nãy mình chưa có thì bây giờ lại nhắc lại câu 55 một chút. Cảnh tượng, cái cảnh mình hay đi ngắm đó, scene. Cái screen, cái màn hình. Hay là cái scenery là phong cảnh đẹp. Có một từ scent này thôi là khác biệt này. Nó có nghĩa là mùi thơm, hương thơm là khác biệt so với lại các từ còn lại. Thì nhớ, có thể nhớ một cái từ scent này là hương thơm. Rồi. Phim khoa học viễn tưởng. 56, science fiction. À, không có. Không có nhưng Không mà có. từ này Dễ. dễ. 57. Dễ. Có và dễ Scriptwriter. người viết kịch Có. bản. Có rồi, có rồi. Skitsy có. Series có. Smart Hit có. Solemn không có. Ê, tôi lùm có nha. Chưa nhớ từ À này. nhà, à nhà. Tôi chưa nhớ từ này. Next. Superstar không có. Nhưng mà đúng không? Và Tiêu sao? syntax không có. Có nha. Rồi. Những Có. cái từ nào mà em chưa nhớ ấy là kiểu là tính Thế chưa nhớ rồi. Clear. Có từ cuối cùng. Số có. 65 chưa có. Undue, quá mức, quá đáng. Rồi. Bên dưới cấu trúc structure nhìn lại một chút vì trước có học rồi. Hôm trước có học rồi, mình nhắc lại một chút thôi. O after O này. Be adopted as này. Thôi tất cả Được chọn là. dựa trên gì. Be dựa trên. Trở Ờ được chọn là được dựa trên gì. hào. Feel Feel proud proud of. Be proud of. Quit crying. Cry one show con. Đọc đi đọc lại 5-6 lần. Cái cụm số 4 này rất hay kiểm tra. Thật sự. Đam mê, dễ luôn. Have an interest, a passion in something. Nhìn chung, ba từ để nói. Áp dụng phần viết nhé. In particular, đặc biệt. Ru ai ngủ hôm trước có rồi. Cụm số 9 bắt đầu Rồi. hôm nay học. Chuyển ra, chuyển vào. Có. Xâm nhập vào, dọn nhà đi. Chuyển sang một ý khác. À. National anthem có ảnh hưởng sâu rộng đến cuối cùng nhá, bài đặc biệt đó. Đấy, hai vở xong đâu đó khoảng 80 từ mới ở cả hai buổi rồi. Phần bài tập hôm trước đang làm rồi, những từ làm rồi không nhắc lại, nhắc tiếp những từ chưa làm này. 15. 15 đâu đấy? Ở đây rồi. Well, we are best friend Có danh từ đằng patient sau and này. Có ơ đấy. à, danh từ. Danh từ thì chưa phải là Trước phải tính từ. là đúng rồi, chọn đi. Tính từ. Passionately. Không, đấy là chặn từ.
Đúng, nó là tạm từ, sẽ tính từ à? Patientless. Rồi, đáp án D nhá, patientness đó. Nếu mà không học nguyên tính từ thì học theo cả cụm là have a passionate interest in, và một cái cụm dài ơi là dài như thế này. Học luôn là have a passionate interest in. Thế chú cái gì? Hỏi lại một chút những các từ hôm trước học nhá. Số 16 là gì? Các bạn đi nào. Chọn Là B rồi đấy, nhưng mà lý do 16 chọn B. biography là cái gì nhỉ, giám lịch sử ấy, Tiểu sử, tiểu sử. tiểu tiểu sử à, ví dụ mấy ông thủ tướng, mấy ông lớn lớn ấy mà mất đi là người ta phải truy lại cái tiểu sử, công bố lên thời sự là năm này ông làm gì, năm kia ông làm cái gì. Rồi câu 17 nhá, câu chuyện về con tàu Titanic, bộ phim là một bộ phim It thế nào? is cái gì? Tragic love Vâng, story. chính xác, nó là một bộ phim mà tôi đau thương một tí ha. Rồi à, tiếp tục luôn nè, câu dễ dễ thì không hỏi nhá. 10-25 25 á. Particularly, particularly gì? Ừ, tóm lại là em sẽ hiểu cái chỗ này là động trạng từ nhá, thì mình cần một cái động từ ở đây, tất cả bốn đáp án thì đều là động từ, thì bây giờ mình phải dựa vào nghĩa, việc dần việc luôn. Anh ấy thường 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 a comic style là gì? Comic Comic style là phong cách gì đấy? không, cách gì, comic book thì là chuyện gì? Chuyện Conan này chuyện à, tranh. không phải. Ừ, đó, truyện tranh, nói chung là không kể là trinh thám hay là truyện hài gì cả, đều là truyện tranh. Rồi core stand up comedy in which a comedian perform in front of a live audience. Tóm lại bây giờ dịch bốn từ một real life. Real life Realize. là gì? Từ mới à? Vẫn mới đúng không? Vẫn mới, mình đang cảm giác khó. Mình có realize là nhận ra nhá. Ừ. Đây, cái lạ. Realize. Nhận ra. Realize là nhận ra này. Invent là dễ quá, invent. Then. Ví dụ như là quả táo rơi vào đầu ông Green. Newton ấy, thế là ông ấy cái gì đấy ra thuyết Văn minh. đúng rồi, phát minh. Next, distribute, mấy cái người mà người ta quyên góp ấy thì người ta sẽ distribute money. Quyên Góp, góp văn khuyên, quyên góp. Rồi, thought ở đây là quá khứ của thính. tình. Rồi, nghĩ. Bây giờ nghĩa là gì? Cái câu này là anh ấy sẽ nghĩ ra cái chuyện. Đơn giản là chỉ là nghĩ thôi. À. Dịch tiếng bị nhầm rồi. Ok, dịch lại nhá. Anh ấy phải là sáng tác. Sáng tác ra chuyện. Đấy. Rồi, chỗ này thì nó Anh không... mình đó, mình sẽ vẫn chọn là invent nhá. Mặc dù dịch thì nó không hay lắm. Bây giờ học câu này ở dạng tham khảo. Invent. Đi tiếp nhá. 27. Cụm này nghĩa là... proud of, tự hào. Đúng, chính xác. 28 cụ. Version. Quên đúng không? Cover là bản cover, còn version sẽ là phiên bản. Đó. Phiên bản lại, phiên bản làm lại của cái gì đó. Phiên bản làm lại của cái gì? Rồi nhá. Rồi. 34 này, bây giờ làm câu 34. They had a global Không biết chị. song. Bây giờ chị gạch thì sẽ rất là dễ, nhưng mà chị không gạch nó mới là khó thôi. Có từ hit nha.
Heat, top heat. Ừ, đúng rồi, nghĩa là không, smart heat. Em nhớ lại nhá, bên trên mình có cái nghĩa là smart heat á, là một thành công vang dội. Đấy. Tóm lại là một bản, một cái gì đấy rất thành công. Thì trong trong nghĩa của câu 34 này là họ đã có một cái bản album thành công vang khắp toàn cầu, A Global Smart Hit with her album concept. Đó. Tên của nó là The Dark Side of the Moon, bên mặt tối của mặt trăng. Rồi, cụm nhớ ở đây cần là Smart Hit. Câu 535 này, hôm nay học đây. The matching song was adopted as nation anthem. Ừ, nghĩa là national anthem đó, Ok. một quốc ca. Rồi, Quốc quốc ca ca. cái bài này được chấp nhận là bản quốc ca của Việt Nam năm 1945. 36 này, có từ criticize, đây là chỉ trích nhé. Chỉ trích. Giáo viên chỉ trích anh ấy với lại một cái biểu cảm như thế nào trên khuôn mặt? Solemn. À, bây giờ phải đoán solemn là, nhắc lại nghĩa này, solemn. Lúc nãy mình có national anthem, bản quốc ca, thì cái tính chất của nó rất là solemn, rất là trang trang trọng. À, viết lại một lần cho nhớ nhá, solemn là trang trọng. Rồi, mình có mô phu ở đây là tang thương. Đấy, tang thương. Rồi, ok, câu này thì mình sẽ chọn là một cái biểu hiện solemn expression. Ừ. Còn nếu mà vui mà hài lòng thì người ta không có chỉ trích rồi. Ừ. Với câu 37, câu này là dạng sau tùng mích, em đi với từ somebody cộng với lại cái gì, thì đây là cộng với tính từ nhá. Ừ. Làm cho ai đó cảm thấy như thế nào, ví dụ như là you must be happy, thì cái từ happy là tính từ. Tương tự như thế, em chọn 37 là một từ tính từ. Bây giờ thay nó bằng từ style, thích thú đấy, thì đáp án nào cũng được. Nghĩ ra rồi, tính từ bây giờ loại trừ ấy, chỗ này nó sẽ có hai đáp án là tính từ. Ừ. Loại extend Ừ, loại excite là động từ, excitement thì là danh từ, được không? Excitement là danh từ. Ừ. excited Tại sao không phải exciting? exciting là dùng cho vật. Ừ, chính xác rồi đấy, vì thế nên là mình chọn excited là dùng cho người. Câu này hoàn toàn đã có khả năng ở trên trường bọn em gặp phải rồi nhá. Ừ. Chủ đề của nó là về lyrics, nhưng mà về cấu trúc câu thì mình sẽ có là make someone excited. Đấy. Phát tám luôn. Shopping. Ừ, tên người thôi. Sitting Biên furniture được coi là, đồ writer. ừ, nghĩa là gì? Piano writer à? Người viết nhạc. Ừ, nào, rồi em có cái người mà người ta viết kịch bản nhé, thì là playwright đúng không? Đấy, người viết kịch bản, người soạn nhạc, nhà soạn nhạc nhé. Mình sẽ chọn đáp án C, composer. Nhà soạn nhạc, liên quan đến nhạc thì sẽ dùng từ composer nhé. Liên quan đến mà kịch bản của phim hay là kịch bản của kịch ấy, thì mình mới dùng là writer. Còn đây là composer, liên quan đến music phải dùng composer. Piano composer. Dạ. Yeah. Thì thế là nhà soạn nhạc. Bác ý. Cái cụm hôm trước này, ru ai ngủ này, lose somebody to do something, thì đây là lose baby to Lưu baby to sleep sleep. Rồi, câu này thì mình sẽ hiểu dịch nghĩa cho chị trước nhá, rồi chọn cho nó. Pop music, nhạc gì đấy? Hôm trước mình có classical music, bây giờ là pop nhạc nhạc cổ điển. thì nào nữa?
dân gian, Dân gian. nhạc dân gian, gian viết vừa nào, gian này đúng Hmm. không? Rồi, nhạc dân gian. Blue baby to sleep, dịch lại nào. Du em bé Linh. Và thêm vào đó, cái niềm vui cho cái không khí lễ hội. Mình cần một danh từ ở đây. Niềm vui. Niềm vui, Rồi, joyful. joyfulness ha. Tóm lại là có từ add này là động từ, thêm vào đó còn danh từ, thì mình không thể là thêm nỗi buồn hay là thêm sự thất vọng được, mà chỉ có thể thêm niềm vui, còn happy là tính từ không phù hợp. Tôi sẽ chống. Đấy. Rồi nhá. Câu 40 nhắc lại nào. Prominent singer ở đây nghĩa là Concert mắt là gì? Mask là khẩu trang. là không à, có nghĩa từ này đánh dấu, đó là động từ nhá. Đánh dấu rất nhiều nghĩa, mặc dù đúng là cái từ mắt có nghĩa là khẩu trang thật, nhưng mà nó là danh từ, còn đây là động từ thì là đánh dấu. Cái buổi diễn Buổi đánh dấu đánh diễn dấu 9 năm bắt đầu ra từ the death cái chết của Trịnh cái Công Sơn. đúng rồi, sự qua đời của Trịnh Công Sơn. Thì nữa, một một người như thế nào, thì mình có prominent singer đây là một nhân vật xuất chúng trong làng âm nhạc hiện đại. Singer ở đây mình sẽ dịch là nhân vật nhé. Đó. Và prominent ở đây chính là bằng với từ profile mà hôm em vừa học ấy. Đúng. Profile là xuất chúng, một nhân vật kiệt xuất, xuất chúng trong âm nhạc hiện đại của Việt Nam. Rồi, prominent, profile, singer. Chốt. Đó. Đi tiếp nhé, những từ mới, chứ nữa chị sẽ quay lại một lượt để em cho có thời gian viết lại. Vâng. Phần COVID một vài từ làm rồi, bỏ qua này. Những từ chưa làm. 45. Character bằng với à không, 45 thì Ừ. really gì bằng với really là thật thà. Thật sự đã trở thành ông đến năm 1915 thì rạp chiếu phim đã thực sự trở thành là một nền công nghiệp. Đúng. Rồi, chắc chắn thật sự có thể loại trừ không? Hỏi từng từ một nhá. Shortly, ngắn đúng không? Certainly, chắc chắn. Simply, đơn giản. Chắc Mary có nghĩa là khá là nhiều, nó là bằng nghĩa nhiều. Rồi chọn certainly nhá. Chắc chắn. Ok. À, bên trên mình hỏi lại 44 nhá. Character bằng finger là finger bởi vì nó là là nhân vật và tính cách gì ấy. rồi. Prepare bằng arrange là hôm nay vừa đảo lại xong đó. Prepare to verb bằng arrange to verb. Và cái gì nhỉ, không em biết từ này đã, Ừ. đóng Chuẩn góp à? À không, bị, chuẩn bị chuẩn nhỉ. chính xác, chuẩn bị rồi. Chuẩn bị ha. Ok, tiếp tục 47 chưa làm này. Train. Ôi rồi, khác từ. Very Cái từ nghĩa là mới vừa gặp xong mà. The meaning is rạp chiếu phim đã thì chấm 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 hoàn toàn vào cuối những năm 1920 thay giờ đổi. khi mà đã bắt đầu thay đổi vào những và nặng những cuối năm Rồi, 1920. chính xác. 49 mình có admirer bằng fan là những người hâm mộ nhá. 50 hai nghĩa này là e bằng prospect là gì? Hôm trước mình có lấy ví dụ là bản tin thời sự lên sóng lúc 7 giờ. Phát Đó, lên sóng, phát hành, bắt đầu lên sóng, broadcast.
bằng on air hơi sóng phát hành. 51, hỏi lại luôn câu 51 nhá, cảm giác lần tôi nhớ chị sẽ hỏi không Contract, đồng ý. chính xác, khác với từ hợp đồng cũng trước mình nhắc rồi nhá. Celebrity ở đây là ai? Người tổ chức lễ hội. No. Bằng well-known Là ai? người nổi tiếng, người nổi Nên là... tiếng. Ừ, rồi làm câu 52 nào. Cindy Wood Orange Cindy, which originated in North là California. Ừ. Hiểu không? Làm vào câu này không? Originate. Bây giờ mình phải biết từ originate nghĩa là gì? Em biết chưa? là gì? Có nguồn gốc. Nguồn gốc và Đến từ ấy. Ví dụ như là táo này là xuất xứ từ Úc nha. Thì nó đến từ Úc, nó bay từ Úc sang. Chỗ này nó đang chuyển cho em về quá khứ nên là mình bị khó. Ừ. Đáp án A nhá, mình sẽ có came from là quá khứ của từ. gì cơ? Came from là quá khứ của từ. From. Đó, thì em sẽ nhớ nhá. Come from bằng với từ originate là có nguồn gốc. Chỗ này chia ở dạng quá khứ. Originated bằng came from. Có nguồn gốc từ. Rồi. À, dịch lại 52 chị nhỉ. Cindy. Đây là tên riêng nhá. Ừ. Thế nào nữa? Cindy, người có nguồn gốc từ phía Bắc California. Chính xác. Thứ nhất, a popular American pop Cái song. gì nổi Pop tiếng không? song. Pop song hả? Mình có folklore cái từ nhạc dân gian thì bây giờ là một bản Nhà sân nhà. nhạc dân gian của nước nào đây? Nhạc dân gian của nước nước Mỹ đúng không? American của nước Mỹ. Giống như Việt Nam có nhạc dân gian thì bên nước ngoài người ta cũng có nhạc dân gian hát cho trẻ con và nó tên là Cindy chẳng hạn. Đó. Đấy là 52 nhá. Rồi. À, 54. Thế là 54. Mình có từ Express, express transit. ở đây. Không, em không hiểu đến cái từ là Việt Nam Express kiểu giao hàng đấy đâu nhá. Mà cái từ express này nó có một nghĩa khác, nó có nghĩa là truyền đạt. Rồi. Truyền display. Cái nốt chữ truyền đã. Nó cứ bị sai sai. Truyền. Rồi, truyền đạt. Display là diễn rồi nhá. Display là diễn rồi. 54 mình chọn đáp án là B cơ. Convey. Convey ha, truyền đạt. Còn lúc nãy á mà là cái từ transit này này thì nó sẽ có nghĩa là vận chuyển. Hoặc là mình truyền nhưng mà là chuyển tiền ấy, nó nghĩa là chuyển tiền. Từ transit này có nghĩa là chuyển, nó không phải là truyền nữa. Vận chuyển, chuyển tiền. Hơi bị lằng nhằng giữa cái từ C và D đấy nhá. Transit với lại transmit khác nhau một chút, chữ M hay không. Rồi, thì nói một chút thôi. Transit thì là ví dụ em đi qua, em quá cảnh, em bay máy bay từ đây sang Mỹ chẳng hạn, nó không có bay tiếp thì mình sẽ phải bay qua Singapore xong mình bay đi, thì là transit quá cảnh. Transmit ví dụ như mình chuyển tiền cho ai đó. Ừ. Express bằng với tôi không dây ở đây mang ý nghĩa truyền đạt ý kiến. Rồi, qua 55. Câu này phải làm được. Resume. Rejuvenate, Đặc tư mới refresh. nhá. Được công tôi nhớ nha. Rồi. Music có thể giúp đỡ bạn để nghỉ ngơi.
Và cảm thấy trở lại. Thì Ừ, đấy. và cảm thấy tươi, tươi mới trở lại. Rồi, ok. Dịch cái từ D này là gì? Recover ấy lại, cover lại. Recover. Recover. À, thực ra cái từ recover này dịch nó đa dạng nhé. Bản thân recover có nghĩa là mình đóng gói, mình cất nó đi. Và recover thì có nghĩa là mình unbox nó ra, mình cho nó phát phát tán ra để cho mọi người có thể biết nó. Tóm lại là không che giấu nữa mà là bộc lộ không. Đi tiếp đến bài phần opposite trái nghĩa nhá. Hỏi luôn 5 6 này, hai từ này nghĩa là 5 6. Infamous, Ừ. không nổi tiếng và nổi tiếng. Đúng rồi. A là Genius, tài năng. thần đồng đấy, thần đồng. T nào. Ừ. Cái từ C này sẽ bằng nghĩa với từ well known nhé. Hai từ này bằng nghĩa nhau. Well known bằng well known. Nổi tiếng. Hãy nhớ hai từ đấy nó bằng nghĩa nhau, bằng nghĩa là nổi tiếng. Ừ. Rồi, nào với chị 57. Release. Năm bảy, release. Phát hành đấy, một cái là phát hành, một cái thì cất gọn nó đi. Trong phần vocab khác lại có. He is planning to release his new solo single album about New Year. Cất đi, cất gọn đi. Cất kỹ. Và nó phát hành ra cho mọi người biết. Phải là cất kỹ Put away. đi. Sao? Rồi, put away. À, mình có come out. Ví dụ như là đã nghe đến cộng đồng LGBT đúng không, là người có giới tính thứ ba đấy, thì họ come out, họ xuất hiện, họ bộc lộ ra thì là từ come out, đi ra ngoài cho mọi người biết. Set free hay put out, mình có put out đẩy ra. Rồi 58. Lại lặp lại rồi em thấy Genius. không. À không, Nhưng mà đồng nhầm, nghĩa. đây trái nghĩa mà. Debut. Còn debut là gì? Mình còn debut album Ra là mắt. đúng, Ra không mắt. phải, không hợp nghĩa. Idol và EDS. Idol là Là cái gì nhỉ? idol, my idol, thần tượng của Idol. tôi, thần tượng Thần của tượng. tôi. Ừ. Chắc là em sẽ viết nghĩa từ mới. B nhá. Mình có từ EDS mang nghĩa là ngu, dốt. Được không? À, prodigy là thần đồng, là những người rất giỏi, tài nghĩa. And the opposite is the idiot, the people. Ngu dốt ha. Rồi, dịch câu 58 nhá. Có nhớ. Cái ông đây là tên của một nhà soạn nhạc. Một nhà soạn nhạc. Tên là Mozart. Hả? Thì là một đứa trẻ rất là một thần đồng. World Trade Prodigy. Anh ấy thì propose music. Hả? Mình gặp cụ này chính là soạn nhạc lúc mà anh ấy 4 tuổi. Người ta thần đồng nữa, người ta 4 tuổi người ta bắt đầu soạn được nhạc, chơi được nhạc. Thế là 58. Rồi câu 59 nhá, mình có từ này dễ rồi. Đó. Talent bằng upscale. Áo mưa làm áo mưa nào. Incredible. Incredible là bất khả thi. Ừ. Believable Chuẩn là believable à? là tin, tin tưởng, có thể làm Ok, được. có thể tin được. Rồi, dịch câu 60 nào. Nó thì bất khả thi rằng it's Đó thì có thể bất khả thi rằng một bài hát mới incredible. hit the bill, em không biết. Làm cho dẫn đến the billboard là
tên riêng thôi nhá, là tên riêng thôi. Hot ở trong bảng xếp hạng thứ 100 trong vòng 3 ngày. Nó thật không thể tin được rằng là cái bài hát mới của anh ấy làm cho cái ông này hot xếp hạng thứ 100 trong vòng 3 ngày. Có list là dẫn đến thôi nhá. Có từ viết ở đây là dẫn đến. Dẫn đến. Rồi. À, hỏi lại tháng 1. Crack có nghĩa với cơn đàn. Street chẳng nhớ con này. Là Quét là gì? ví dụ em trải bàn ra này, hay là cái virus nó đang trải ra, nó đang mở rộng ra, mình sẽ để dùng từ spread là trải rộng ra. Đó. Là lan ra, lan rộng ra. Và khơn đen là khơn đen là một cái lan ra thì một cái sẽ phải là thu đọng lại, cô đọng lại. Rồi, thế bây giờ dịch lại câu 61 cho người nhá. The change of the Industry, sự thay đổi của bộ phim công công nghiệp nghiệp làm công nghiệp phim rồi, mình có cả một cụm này là công nghiệp làm phim. Began bắt bắt đầu in từ the Mỹ và lan soon. ra To the thế giới. rest. Rồi, phần còn lại của thế giới đó. Nhìn lại một lượt các từ màu đỏ ở đây, mình có advertise quảng cáo. Separate là phân chia. Chị chấm chấm vào đây tí nữa hỏi lại nghĩa nhé. Expand sẽ bằng với từ spread luôn, nghĩa là lan ra luôn. Rồi, mình sẽ hỏi lại những cái từ này. Ok, 62 nào, hai từ này nghĩa là achievement and Achievement là nhiệm vụ. ra từ nào là nhiệm vụ ta? Thế sau là em gì là? Sau là gì? Sau là I fail to pass the exam. Tôi trượt rồi, tôi không đỗ được cái bài đấy. Fail đúng không? Achievement ở đây là thành tựu. Rồi, sự đạt được. Sự đạt được. Một cái là đạt được, Đặt. một cái là thất bại. Em sẽ có hai từ bằng nghĩa ở đây nhá, là mình sẽ có achievement bằng với từ phương pháp. Nếu mà nó là cùng nghĩa thì mình chọn được. Có từ accomplishment. Sắp cái người đúng không? Cầm không. Accomplishment đúng không? Rồi, mình đã viết nghĩa nhá, sự hoàn thành. Giống như kiểu là chúng mình hoàn thành bài tập ấy. I complete, accomplishment là danh từ của nó. Rồi, sẽ nốt vài câu bên dưới này. 63. Innovation. Innovation có nghĩa là sự đổi mới. Sự đổi mới. Trái nghĩa với nó sẽ là sự trì trệ. Câu này chắc mới ha. Rồi, sẽ chọn được đáp án D chị nhé. Transformation là trì trệ. Kinh tế không phát triển, trì trệ lại. Còn cái này là đổi mới sáng tạo. Innovation, đổi mới sáng tạo. Rồi, dịch câu, đọc và dịch câu này. Undeniable that nó thì Địch cậu undeniable. nó thì không thể tin được. Không thể phủ nhận. Mình có từ deny là phủ nhận, nó xuất phát từ từ rất ngắn nhé, là từ deny hay là phủ nhận này. Đấy, undeniable, không thể phủ nhận rằng. Trực tiếp nào, instrument. Ui, hôm trước học từ này rồi. Instrument, đàn này, guitar này, sáo này, trống này, kèn này, tất cả những cái đấy đều là instrument. Nhạc, nhạc gì? Nhạc 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 hiện đại, Nhạc cụ. nhạc nhạc cụ. Thì mình có cả một cái cụm ở đây là instrument innovation, là sự đổi mới về các loại âm nhạc, các loại nhạc cụ nhá. Vâng. Hit the right note in 2013 with the 3D print guitar. Tóm lại, cái câu này nó có nghĩa là nó không thể tin được rằng
cái sự đổi mới về nhạc cụ đã tạo nên một cái dấu ấn trong năm 2013 bằng cái việc là người ta đã phát minh ra những cái ví dụ như là guitar 3D này rồi những cái gì tiếp theo rồi. Rồi. Tóm lại, innovation bằng cái nghĩa một cái này, một cái đổi mới, một cái là trì trệ. Nhưng mà hỏi tiếp nhé, mình có modernization. Em nghĩ từ này em sẽ biết. Modernization. Là nhạc 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 hiện đại. Chỗ này model của mình là hiện đại đó, em chỉ cần dịch là hiện đại là đủ nghĩa của từ này nhá. Rồi mình có revolution, cái này là cuộc cách mạng. Ok mẹ. Cách mạng giống như kiểu là mình đang là cuộc cách mạng 4.0 chuyển sang 5.0 đấy, cũng là giống đổi mới nhá. Thế thì em sẽ nhớ là từ innovation bằng với từ revolution, cuộc đổi mới cách mạng, anh nghĩa là bằng nhau. Rồi câu 63 như thế đã, chuyển tiếp 64. Chị Rồi đang điểm xin thì để em ôi. chị xin Em buổi hôm trước appear này là xuất hiện nhá, ví dụ như là mình có danh từ của nó là appearance luôn á, appearance sự xuất hiện đây này. Tóm lại appear là xuất hiện. Rồi dịch từng câu, dịch cả câu cho dễ nhớ nhá. At the old silent frame, chỗ này em dễ hiểu là ngày xưa mình chưa có phim có tiếng mà mình sẽ có phim chỉ có hình ấy, và cái phim 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 kịch câm ấy, silent ở đây mang ý nghĩa là im lặng nhá, cái phim mà nó chỉ có hình nó không có tiếng. At the old silent frame were being replaced, ở đây là về cái từ replace, chỗ ở. cái gì không phải replace là chỗ ở, còn đây là thay thế nhá, nó là động từ. Thay thế. Sẽ bị thay thế bởi spoken one, chính là phim có tiếng rồi. Mình có old silent film trái nghĩa với lại spoken one là phim có tiếng và phim mất tiếng nhá, không có tiếng. A new cinema, một cái rạp phim mới. Form appear, xuất hiện. Và musical cinema, tóm lại là ý người ta là ngày xưa người ta chỉ có phim có hình thôi, và sau đấy nó phim có tiếng. Có tiếng xong thì người ta có cả nhạc nữa. Rồi trái nghĩa về xuất hiện sẽ là biến mất. Từ nào là biến mất? Sau là âm thanh này. Arrow xuất phát từ từ arrive, có nghĩa là tăng. Cái từ rise của mình là tăng. Đó. Arrow, arrive, điều có nghĩa là tăng. Mình sẽ có đáp án C ở đây nhá. Là vanish là bằng với, à trái nghĩa về appear là biến mất. Vanish là biến mất này. À, mình có immerse này có nghĩa là nổi lên, kiểu phát triển một cách đột ngột. Đọc bài chưa? À, chú ý những từ cần chú ý thôi nhá, là từ appear và vanish đánh với nhau cho dễ nhớ. Rồi tiếp đến 65, cái từ này vừa nhắc rồi nhá, prominent là xuất chúng nổi bật rồi. Classical. À, Sao chị ăn? Xuất chúng nổi bật. Ăn đâu? chính xác Không ai đấy, biết một một cái là mọi người đều biết, một cái là chẳng biết gì. Ok, à, nhắc lại composer á, ai nhỉ, composer ai đó, composer. composer Okay. Composer. Nhà viết gì á? nhà gì, nhà gì, nhà viết, Viết nhà viết 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 nhạc, dạ. viết nhạc, soạn nhạc, người ta hay nói là nhà soạn nhạc. Rồi câu 66 này, genius. À, generous. Một cái là chỗ này thì biết tất nhiên là từ sẽ khó đối với em nhé. Mình có từ generous là rộng lượng, hào phóng. À, cho đáp án luôn. Và mình có một từ lúc nãy là túng thiếu, nghèo ấy, là đáp án C này. Penurious lúc nãy bằng từ lack of ấy, là thiếu đấy. Tóm lại là ý của câu này là cái thằng này là một người rất trẻ, một người nhà thám hiểm, adventurer, rất là rộng lượng hào phóng, và một bên thì là một người túng thiếu nghèo. Các từ còn lại thì mình có
beneficent nó có lợi ích hay là từ benevolent. À, câu 66, từ số 66 này là từ đáp án B thì là từ benevolent, mang ý nghĩa là nhân từ, nhân đức mà đúng không? Hôm trước có học từ này. À, benevolent, nhân đức ha, hay là từ beneficent là từ tâm có ích, hướng thiện. À, câu 66 thì hơi khó nên để có thể học sau cũng được nhá. Nhắc lại với 67, hai từ này trái nghĩa lý do. War time và chiến tranh. Và thời gian chiến tranh và thời gian hòa bình. Chính xác. Rồi, 268, hai từ này trái nghĩa gì? Affect smile và nature smile là quên đúng không? Em còn smile là nụ cười và em sẽ nhớ là nụ cười giả tạo là từ affect smile và nụ cười tự nhiên là nature smile. Hai từ này trái nghĩa nhau gì thế nhá. Hôm trước mình có từ này xuất phát từ AI, trí tuệ nhân tạo, artificial intelligence. Dishonest, không trung thực. Charming, có nhớ charming không nhỉ? Không biết charming thì gần nghĩa với từ beautiful, nó lại charming. Duyên dáng. À, duyên dáng. Nhớ đến việc là các bạn nữ hay là phụ nữ Việt Nam mặc áo dài thì sẽ rất là duyên dáng cả từ này nhé, charming. Rồi, 69, confident trái nghĩa với fearful gì? Confident là gì và fearful là gì? Oh, I am confident. Tự tin. Tin. Fearful là? I'm fear. Sợ, đúng không? Câu cuối cùng, bài hôm nay. Cái từ này cũng vừa trong phần từ mới em học xong đấy, có nghĩa là thanh bình đây này, cái từ serene này này. Đó, một cái là thanh bình, thư giãn nghỉ ngơi. Có thể là nghĩa của nó không hoàn toàn là trái nghĩa nhé, nhưng mà lúc làm bài thì bao giờ em cũng có một cái mẹo. Ví dụ như từ serene này nó sẽ là dấu cộng. Dấu cộng biểu tượng cho những cái tính từ mang tính chất tốt, tính chất tốt, đó, có lợi. Và mình sẽ tìm ở đây, ví dụ như từ gentle cũng là dấu cộng có lợi, peaceful cũng là dấu cộng, wonderful cũng là dấu cộng, mang tính chất đều là đẹp, đều là tuyệt vời. Thì mình sẽ chọn được đáp án là unpleasant, là không vui, là một dấu trừ nhé, là một dạng không tốt, không vui. Rồi, chốt lại dịch câu 70 xem nào. Có từ rejuvenate như nãy vừa có rồi. Cảm thấy trẻ lại, cảm thấy tươi mới lại. Bạn nên bắt đầu với những cái việc thanh bình, nhẹ nhàng, thoải mái. Then gradually, dần dần thay đổi một cái gì đó. With faster tempo and stronger beat. Thì em sẽ có faster tempo và stronger beat này đơn giản là nhịp điệu nhanh hơn, mạnh hơn. Nghĩa là đầu tiên thì mình nên bắt đầu từ những cái nhẹ nhàng, sau đó thì mình được tăng tốc. Đó. Rồi. Bây giờ nhá, lấy dao cho chị tuần vở này. Phần bên dưới thì mình chưa xử lý vội. Kiếm cái tuần vở để viết lại một số cái từ mới hôm nay. Cái vở bình thường mình hay viết đó. Rồi, em kiếm được xong rồi chưa?